Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Sau Thụy Điển, đến lượt Tây Ban Nha đảm trách cương vị chủ tịch luân phiên EU cho thời gian nửa năm còn lại của năm 2023. Tổng thư ký NATO cho biết liên minh quân sự này đang theo sát hoạt động của lực lượng Wagner, Nga, cũng như thủ lĩnh nhóm này là Yevgeny Prigozhin. EU nhất trí về kế hoạch trị giá 545 triệu đô la Mỹ tăng cường sản xuất đạn dược nhằm nhanh chóng viện trợ cho Ukraine và bổ sung kho dự trữ của khối. Một quan chức Nhật Bản cho biết Ukraine đã nêu nguyện vọng xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Sau đây là nội dung chi tiết. Điểm xuất phát của Tây Ban Nha không được thuận lợi như Thụy Điển, khi chỉ 3 tuần nữa sẽ có cuộc tổng tuyển cử mới ở Tây Ban Nha, mà theo kết quả các cuộc thăm dò hiện tại thì chính phủ đương nhiệm sẽ bị thay thế. Trong lịch sử EU cho đến nay, rất hiếm khi xảy ra chuyện thay đổi chính phủ ở quốc gia thành viên đang nắm giữ cương vị chủ tịch luân phiên EU. Rủi ro lớn nữa đối với Tây Ban Nha là vào mùa hè năm tới sẽ có cuộc bầu cử nghị viện châu Âu, EP, mà sự thay đổi tương quan lực lượng và cục diện quyền lực trong EP mới có thể lật ngược thành quả mà Tây Ban Nha đạt được trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU hiện tại. Đối với Tây Ban Nha, tình trạng lúc này chẳng khác gì, được thời nhưng không có thế và cả địa lợi lẫn nhân hòa đều không được thuận, nói cách khác là vừa khó trong vừa khó ngoài. Phe cầm quyền hiện tại đề ra chương trình hành động đầy tham vọng cho nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên EU, nhưng nếu không duy trì được vị thế cầm quyền, thì chính phủ thay thế sẽ theo đuổi chương trình nghị sự khác. Khi đó, phe cầm quyền hiện tại ở Tây Ban Nha gần như không thể tận dụng trọng trách cầm cân nảy mực và dẫn dắt EU phục vụ cho cuộc vận động tranh cử. EU hiện phải giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết, nhưng nội bộ lại có sự chia rẽ. Hungary và Ba Lan cản trở EU thống nhất về giải pháp cho vấn đề tị nạn và di cư. Đó sẽ là thách thức lớn nhất đối với Tây Ban Nha. Tiếp tục hậu thuẫn Ukraine là việc EU xác định phải làm, nhưng lại không dễ dàng bởi thực lực EU có hạn. Những chuyện khác đều gần như không thể tiến triển đáng kể trong thời gian 6 tháng tới. Khó trong khó ngoài như thế là mai một triển vọng thành công nhiệm kỳ chủ tịch EU của Tây Ban Nha. Chấm. Hôm 6 tháng 7, giữa lúc có thông tin ông Prigozhin đã trở lại Nga và không chấp nhận đề nghị sống lưu vong ở Belarus, vốn đã được nhất trí trong cuộc thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc nổi dậy ngắn ngủi hôm 24 tháng 6. Khi được hỏi về việc ông Prigozhin đã trở lại St. Petersburg, Nga, ông Stoltenberg nói rằng NATO đã theo dõi hoạt động đi lại gần đây của thủ lĩnh Wagner. Ông Stoltenberg cho biết tại Bruxelles về ông Prigozhin, những gì chúng tôi có thể nói là, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ nơi binh sĩ Wagner di chuyển và cả nơi ông Prigozhin đến. Tôi sẽ không đề cập chi tiết, nhưng chúng tôi thấy một số hoạt động chuẩn bị cho việc tiếp nhận các nhóm binh sĩ lớn của Wagner ở Belarus. Nhưng đến nay chúng tôi chưa thấy nhiều người trong số họ đến Belarus. Theo ông Stoltenberg, thủ lĩnh Wagner Prigozhin cũng di chuyển một chút, nhưng không tiết lộ chi tiết. Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 6 tháng 7 tiết lộ ông Prigozhin đã trở về Nga sau một thời gian ngắn ở Belarus và đang ở St. Petersburg. Ông Lukashenko cũng nói thêm, lực lượng Wagner đang ở trong trại của họ nhưng không nói rõ vị trí. Theo Tổng thống Belarus, lực lượng Wagner được đề nghị sử dụng các trại quân sự của Belarus nhưng nhóm này vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Theo hãng thông tấn nhà nước Benta, Belarus, ông Lukashenko nói rằng ông dự định sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình của Wagner bên cạnh một số vấn đề khác. Khi được hỏi về nơi ở của ông Prigozhin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Moscow không có thông tin cũng như không có phương tiện để theo dõi hoạt động của ông này, nhưng tái khẳng định thỏa thuận chấm dứt cuộc binh biến đã tính đến việc thủ lĩnh Wagner chuyển đến Belarus. Các nhà đàm phán Liên minh châu Âu, EU, ngày 7 tháng 7 nhất trí với các điều khoản của đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược, ASAP, nhằm đẩy mạnh sản xuất đạn pháo và tên lửa của khối. Đây là bằng chứng tiếp theo cho thấy cam kết vững chắc của EU trong hỗ trợ Ukraine. Margarita Robel, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, nói. Theo kế hoạch, ASAP sẽ bơm 545 triệu đô la Mỹ cho các công ty đang tìm cách tăng cường năng lực sản xuất đạn pháo và tên lửa trong khối để hỗ trợ họ tăng công suất. EU hy vọng với kế hoạch này, năng lực sản xuất của khối sẽ tăng lên 1 triệu quả đạn pháo một năm trong vòng 12 tháng tới, trong lúc các đồng minh châu Âu đang gặp khó khăn về duy trì nguồn hỗ trợ cho Ukraine. Các nước EU đã đẩy nhanh tốc độ đàm phán ASAP để sớm nhất trí về kế hoạch. Nghị viện châu Âu và Quốc hội các nước dự kiến thông qua đạo luật này. Các nước EU cũng đang thực hiện kế hoạch khác trị giá 2 tỷ euro nhằm chuyển 1 triệu quả đạn pháo tới Ukraine trong năm nay và cùng phối hợp mua đạn cho nước này. Kiev gần đây liên tục phàn nàn rằng họ thiếu vũ khí cần thiết để thực hiện chiến dịch phản công chống lại Nga. EU cho biết kể từ khi xảy ra chiến sự hồi tháng 2 năm 2022, khối này đã cung cấp vũ khí trị giá khoảng 15 tỷ euro cho Ukraine. Chấm. Bộ trưởng phụ trách tái thiết kinh tế Nhật Bản Shigeyuki Goto ngày 7 tháng 7 thông báo Ukraine đã nêu đề nghị nhằm xin gia nhập CPTPP.
Theo ông Goto, Nhật Bản, với tư cách là một thành viên của CPTPP, sẽ phải đánh giá cẩn thận liệu Ukraine có đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thỏa thuận về tiếp cận thị trường và các quy tắc có liên quan hay không. Hồi tháng 4, Thứ trưởng Kinh tế Ukraine Tara Kaka đã đề cập tới kế hoạch để Kiev sớm đưa ra quyết định về việc nước này xin gia nhập CPTPP. Sau khi nộp đơn, Ukraine có thể sẽ nhận được thông báo từ các thành viên để bắt đầu các cuộc đàm phán. Theo các chuyên gia, Ukraine dường như muốn tham gia CPTPP trong một nỗ lực nhằm khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do chiến sự với Nga hơn một năm qua. CPTPP là một hiệp định thương mại tự do gồm 11 quốc gia thành viên là Singapore, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia, Mexico, Peru, New Zealand. Hiệp định được ký kết vào năm 2018 tại thành phố Santiago, Chile. CPTPP xóa bỏ 95% thuế quan giữa các nước thành viên. Vào tháng 3, Vương quốc Anh tuyên bố kết thúc đàm phán tham gia CPTPP với 11 quốc gia thành viên sau 21 tháng. Theo báo Nikkei Asia, các nước thành viên và Vương quốc Anh dự kiến sẽ ký thỏa thuận kết nạp tại cuộc họp cấp bộ trưởng trong năm nay để London trở thành nước thứ 12 gia nhập CPTPP. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.